Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Nam Hàn kỷ luật gần 300 giáo viên, những người đã bán tài liệu ôn thi đại học. Theo Yonhap cho biết, tính đến ngày hôm nay, có 297 giáo viên Nam Hàn đã tự nguyện khai báo với chính quyền về hành vi bán đề thi, giáo trình và một số tài liệu ôn thi đại học cho các trung tâm luyện thi tư nhân. Các giáo viên này sẽ bị kỷ luật, thậm chí sẽ phải đối mặt với tội danh nhận hối lộ. Các giáo viên phần lớn là giáo viên cấp trung học phổ thông đã ký hợp đồng với các lò luyện thi đại học tư nhân để bán các đề thi thử, giáo trình cũng như tài liệu ôn thi đại học và đặc biệt là những tài liệu tổng hợp, những câu hỏi sát thủ, những câu hỏi khó nhất ở trong đề thi đại học do chính mình biên soạn. Cụ thể, một giáo viên dạy toán ở tại trường trung học Gyeonggi khai rằng đã nhận tổng cộng hơn 485 triệu won, tức là khoảng 361.000 Mỹ Kim trong vòng 5 năm, thông qua việc bán các bộ câu hỏi sát thủ cho 7 trung tâm học thêm tư nhân. Một giáo viên dạy hóa ở tại một trường trung học ở Hán Thành cũng khai rằng đã thu về được hơn 382 triệu won, tức là khoảng chừng 284.000 Mỹ Kim. Trong khi một giáo viên dạy địa lý cũng ở Hán Thành thu về đến hơn 300 triệu won, tức là khoảng hơn 223.000 Mỹ Kim, từ việc bán các tài liệu thi cử cho các trung tâm học thêm. Ngoài ra, do nhận thấy có thể vẫn còn rất nhiều giáo viên chưa tự nguyện khai báo, nên Bộ Giáo dục Nam Hàn đã quyết định điều tra chuyên sâu cùng với cơ quan thanh tra và kiểm toán của quốc gia này. Iran cảnh báo mạnh mẽ trực thăng Mỹ ở eo biển Hormuz rút lui. Máy bay trực thăng của Mỹ đã buộc phải quay trở lại một tàu tuần dương đang hoạt động ở eo biển Hormuz sau khi nhận được cảnh báo từ Iran. Theo hãng tin Fars, hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố một đoạn phim về vụ việc tại một cuộc họp của chỉ huy lực lượng ở thủ đô Tehran. Trong đoạn phim ghi lại cuộc chạm trán nguy hiểm xảy ra hôm 17 tháng 8, lực lượng hải quân Iran đã cảnh báo một tàu tuần dương của Mỹ ở eo biển Hormuz rằng các trực thăng của họ đang bay trong vùng lân cận, các tàu của hải quân Iran và mỏ dầu Hengam ngoài khơi của Iran và đang dần tiến vào lãnh hải của nước này. Lực lượng hải quân Iran cảnh báo sẽ nổ súng vào trực thăng nếu tàu chiến Mỹ không tuân lệnh hạ cánh trực thăng và ngăn chúng xâm nhập lãnh hải Iran. Chỉ huy hải quân Ali Zera Tanshiri cho biết, sau khi Iran cảnh báo và điều tàu cao tốc vây quanh, trực thăng của Mỹ đã đáp xuống bon tàu tuần dương của họ. Gần đây, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông và eo biển Hormuz với lý do bảo vệ các tàu chống lại sự quấy rối của Iran. Trong khi đó, chính quyền Tehran tuyên bố rằng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực chỉ dẫn đến mất an ninh, mất ổn định. Palestine phản đối Israel hợp pháp hóa 155 tiền đồn định cư ở bờ Tây. Chính quyền Palestine đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Bộ trưởng Tài chính Israel là ông Smotrich để nhằm hợp pháp hóa các tiền đồn định cư của Israel tại bờ Tây đang bị chiếm đóng. Theo kế hoạch nói trên, 155 tiền đồn định cư được Israel hợp pháp hóa nằm ở khu vực C, là khu vực lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng chiến lược nhất thuộc về bờ Tây, nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Israel. Phát ngôn viên của phủ Tổng thống Palestine là Nabil Abu Rushdeney nhấn mạnh nhà nước này lên án và phản đối kế hoạch nói trên. Đồng thời nêu rõ rằng căn cứ các nghị quyết quốc tế, việc định cư của người Israel ở trên các vùng đất của Palestine là bất hợp pháp. Tất cả các khu định cư trái phép vi phạm luật pháp quốc tế cần phải được phá dỡ. Hành động của Israel trong việc mở rộng các khu định cư ở tại bờ Tây bị chiếm đóng đang đẩy khu vực vào trong một vòng xoáy bạo lực và leo thang căng thẳng liên tục tái diễn. Theo số liệu chính thức từ phía Palestine, có hơn 600.000 người định cư Israel đang sinh sống ở bờ Tây và phía đông Jerusalem. Trong một diễn biến khác, quân đội Israel thông báo họ đã kích hoạt hệ thống phòng không Iron Dome, tức là vòm sắt, để đánh chặn một máy bay không người lái từ dải Gaza bay vào lãnh thổ của nước này. Hiện nay chưa có lực lượng vũ trang nào ở dải Gaza đưa ra thông báo có liên quan đến chiếc máy bay không người lái vừa bị Israel bắn hạ. Và cùng ngày, truyền thông Palestine đưa tin về một vụ nổ lớn ở thành phố Rafah nằm về phía nam của dải Gaza. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn giám sát phòng thử tên lửa hành trình. Hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA ngày 21 tháng 8 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm một hạm đội hải quân ở biển Đông Hải, còn gọi là biển Nhật Bản, và giám sát vụ thử tên lửa hành trình chiến lược tại đây. KCNA không cho biết chuyến thăm diễn ra khi nào cũng như không cung cấp thông tin chi tiết về loại tên lửa được phóng, song khẳng định chúng nhanh chóng bắn trúng mục tiêu mà không mắc lỗi. Thông báo được đưa ra ngay trước cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Ochi giữa Mỹ và Nam Hàn diễn ra từ ngày 21 đến 31 tháng 8 nhằm mục tiêu chống lại các mối đe dọa nguyên tử ngày càng tăng từ Bắc Hàn. Vài giờ sau khi KCNA đưa tin về cuộc phóng tên lửa mới, Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol tuyên bố hợp tác ba bên với Mỹ và Nhật Bản sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nếu các mối đe dọa của Bắc Hàn gia tăng.
Phát biểu của Tổng thống Nam Hàn đưa ra sau khi ông tham dự cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại trại David, tiểu bang Maryland. Tại đây, ba nhà lãnh đạo đã thống nhất kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận thường xuyên trong nhiều năm về mọi lĩnh vực, cam kết tham khảo ý kiến lẫn nhau trước các cuộc khủng hoảng, mở một đường dây nóng, chia sẻ dữ liệu thời gian thực về Bắc Hàn và tổ chức hội nghị thượng đỉnh hàng năm. Trung Quốc khuyến khích người dân hãy sử dụng nghĩa trang ảo. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng và dân số già hóa đã khiến cho các khu nghĩa trang ở Bắc Kinh trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Theo trang Business Insider, để giải quyết vấn đề, chính quyền Bắc Kinh đã khuyến khích người dân hãy an táng người thân của mình trong các không gian ảo được xây dựng bằng máy tính thay vì là các địa điểm chôn cất truyền thống. Quốc vụ viện của Trung Quốc cho biết, đến năm 2035, Bắc Kinh sẽ có cố gắng giảm đi 70% diện tích đất của các nghĩa trang công cộng. Cô Giang Yin là một cư dân Bắc Kinh, người vừa có người thân qua đời, cho biết, cho cốt của bà tôi được cất giữ trong một ngăn tủ của một căn phòng lớn ở tại nghĩa trang Taizhou của Bắc Kinh, gần giống như là một hộp ký gửi tại ngân hàng. Một màn hình điện tử sẽ hiển thị hình ảnh và video của người quá cố thay cho bia mộ truyền thống. Giá cho mỗi dịch vụ nghĩa trang ảo rơi vào khoảng 7.700 Mỹ Kim. Trong khi đó, một chỗ chôn cất truyền thống ở Bắc Kinh có thể lên đến 22.000. Theo Bloomberg, một nghĩa trang ảo rộng khoảng 20m² có thể lưu giữ cho cốt của hơn 150 người. Trong khi một địa điểm có kích thước như vậy thì chỉ có thể chứa được có 6 ngôi mộ truyền thống. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng có chương trình chôn cất xanh. Theo đó, cho cốt của người quá cố có thể được chôn cất miễn phí mà không cần bia mộ hoặc lăng mộ. Người thân sẽ nhận được một tấm bảng có mã QR để truy cập vào thông tin của người quá cố bất cứ lúc nào. Theo đài CGTN, chính phủ Trung Quốc cũng đã tài trợ cho các sáng kiến khuyến khích các gia đình giải tro ở trên biển. Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida tiếp tục giảm. Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo News cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida là 33,6%, giảm 0,7% điểm so với cách đây một tháng. Trong khi ở chiều ngược lại, tỷ lệ phản đối đã tăng tới 1,4% điểm, lần đầu tiên chạm mốc 50% kể từ tháng 12 năm ngoái. Điều này cho thấy tỷ lệ ủng hộ vẫn chưa được cải thiện sau khi đã từng vượt ngưỡng 50% ở thời điểm sau hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 ở Hiroshima hồi tháng 5 vừa qua. Trong số những người được hỏi, có tới gần 80% cho rằng Thủ tướng Kishida chưa thể hiện rõ năng lực lãnh đạo trong giải quyết các vấn đề đối nội, nhất là hệ thống định danh quốc gia, My Number. Một vấn đề khác đang rất được người dân quan tâm đó là giá xăng dầu. Có hơn 57% số người được hỏi mong muốn chính phủ tiếp tục chính sách trợ giá xăng dầu, vốn dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 9. Phần lớn công chúng cũng tỏ ra không hào hứng với kế hoạch tăng chi tiêu chăm sóc trẻ em của chính phủ để đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm, với tổng số hơn 69% nói rằng họ không mong đợi hoặc không mong đợi nhiều từ biện pháp này. Tuy nhiên, theo các đảng chính trị, đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền vẫn duy trì tỷ lệ ủng hộ cao nhất với gần 36%, trong khi đó có gần 9% ủng hộ đảng Dân Chủ Lập Hiến, đảng đối lập lớn nhất. Từ Thái Lan, đảng Phiêu Thái bắt tay với đảng ủng hộ quân đội để lập ra chính phủ mới ở Thái Lan. Đảng Phiêu Thái cùng với 10 đảng, trong đó có 2 đảng liên quan đến quân đội, chiều hôm nay thông báo họ thành lập liên minh để nhằm đạt được 314 ghế tại Hạ viện. Tỷ phú Sreta Thavisin, 60 tuổi của đảng Phiêu Thái, người được đề cử là ứng viên thủ tướng của liên minh. Bà Petongtang Shinawat là một trong 3 ứng viên thủ tướng của đảng Phiêu Thái, đã xin lỗi vì không giữ được cam kết khi ra tranh cử là không kết giao với các đảng ủng hộ quân đội. Hãng tin Reuters dẫn lời của bà Petongtang nói rằng, chúng tôi phải điều chỉnh để giữ cho đất nước tiếp tục phát triển. Tất nhiên, đảng Phiêu Thái phải trả giá, đó là sự chỉ trích của mọi người. Chúng tôi xin khiêm tốn chấp nhận và xin lỗi vì đã khiến cho nhiều người buồn và thất vọng. Kết quả của một cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày hôm qua cho thấy, phần lớn người dân Thái Lan không đồng ý với kế hoạch thành lập chính phủ liên minh, gồm có cả các đảng được quân đội hậu thuẫn. Khoảng 64% trong số 1.310 người tham gia khảo sát của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia, họ cho biết rằng họ không đồng ý hoặc là hoàn toàn không đồng ý với việc đảng Phiêu Thái thành lập một chính phủ đặc biệt với các đối thủ được quân đội ủng hộ. Và trong ngày mai, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat sẽ hồi hương. Bà Petongtang Shinawat là con gái của ông Thaksin cho biết, ông sẽ có mặt ở tại sân bay Đông Muang vào lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 8. Thủ lĩnh các nhóm áo đỏ ở tại tỉnh Korat và Ayutthaya cho biết, hàng trăm người ủng hộ sẽ đến sân bay Đông Muang để đón cựu Thủ tướng Thaksin. Cảnh sát Thái cũng chờ ông Thaksin tại sân bay với lệnh bắt. Theo một nguồn tin của Bangkok Post, cảnh sát và giới chức Thái Lan sẽ chờ ông Thaksin tại khu vực hạ cánh VIP.
Sau khi đặt chân xuống sân bay, ông Thaksin sẽ nhận lệnh bắt giữ và các giấy tờ khác rồi được đưa qua cửa nhập cảnh. Sau đó, cựu thủ tướng sẽ được đưa đến phòng hình sự của tòa án tối cao rồi được cơ quan cải huấn đưa tới nơi giam giữ ở Bangkok. Bắc Hàn bất ngờ hủy chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên sau 3 năm. AFP đưa tin hãng hàng không Bắc Hàn Air Koryo dự kiến thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên sau 3 năm vào ngày 21 tháng 8 với hành trình từ Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh. Tuy nhiên, chuyến bay đã bất ngờ bị hủy ngay phút chót. Bắc Hàn gần như đóng cửa với thế giới bên ngoài kể từ đầu năm 2020 khi nước này đóng biên giới để đối phó với đại dịch COVID. Các nhà báo đã tập trung vào ngày hôm nay tại một sân bay ở Bắc Kinh để chờ chuyến bay số hiệu JS151 của hãng Air Koryo từ Bình Nhưỡng, dự kiến hạ cánh lúc 9 giờ 50 phút sáng. Nhưng sau đó, bản báo trong sân bay bất ngờ thông báo rằng chuyến bay đã bị hủy, khiến giới truyền thông khá bất ngờ vì họ đang chờ đợi để gặp một số du khách đầu tiên từ Bắc Hàn bay ra quốc tế trong vài năm qua. Dịch vụ khách hàng của sân bay Bắc Kinh nói với AFP rằng Air Koryo không đưa ra lý do hủy chuyến. AFP cũng không thể liên lạc với các văn phòng của Air Koryo tại Trung Quốc. Bộ Thống nhất Nam Hàn, cơ quan phụ trách các mối quan hệ với Bắc Hàn, nói rằng họ hoàn toàn không biết gì về việc Air Koryo hủy chuyến bay. Đã có vài dấu hiệu liên quan đến việc Bắc Hàn mở lại biên giới, nhưng rất khó để xác định liệu đó có phải là mở cửa biên giới hoàn toàn hay chỉ mở cửa hạn chế và có kiểm soát. Và đó là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.